đồng bào chiến sĩ thân mến, nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thân ái gửi tới toàn thể nhân dân, cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, anh chị em thương binh, bệnh binh, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo trong tỉnh. Các tổ chức quốc tế và nhân dân cán bộ chiến sĩ quê hương hòa bình đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2020 tỉnh ta đã vượt qua mọi khó khăn, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực niềm tin của nhân dân với đảng được củng cố vững chắc bộ máy chính quyền được sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả kinh tế phát triển khá văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững quốc phòng được đảm bảo với những kết quả đạt được trong năm qua tỉnh ủy hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng tâm hiệp lực, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020. Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, trong không khí cả nước phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát huy mọi nguồn lực tạo đà chuyển biến tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kiểm soát dịch bệnh xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh giữ vững quốc phòng an ninh và làm tốt công tác đối ngoại tăng cường công tác phòng chống tham nhũng lãng phí góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Chúc đồng bào chiến sĩ năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chúc năm mới thắng lợi mới.